Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hallelujah của truyền thông tỉnh dòng chủ Cứu thế Việt Nam. Nhân dịp khởi đầu năm phụng vụ mới, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Linh Mục Du Xe Đỗ Đình Tư dòng chủ Cứu thế để cùng tìm hiểu về một năm phụng vụ của Hội Thánh Công giáo. Chúng con xin kính chào cha và xin cảm ơn cha đã sẵn sàng giúp chúng con tìm hiểu về năm phụng vụ ạ. Chào bạn Thúy Dung và chào anh chị em. Thưa cha, năm phục vụ của Hội Thánh Công giáo chúng ta được tính theo dương lịch hay âm lịch ạ? Chu kỳ năm phục vụ của Hội Thánh Công giáo không theo chu kỳ năm âm lịch hay là năm dương lịch. Mà chu kỳ năm phục vụ của Hội Thánh thì bắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng tầm cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 dương lịch và kết thúc vào Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Như vậy đó, thì năm phụng vụ không trùng với năm âm lịch mà cũng không trùng với năm dương lịch. Thưa cha, như vậy là năm phụng vụ bắt đầu với Chúa Nhật một Mùa Vọng, sau đó sẽ diễn tiến như thế nào ạ? À? Bắt đầu vào Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng đó thì năm phụng vụ sẽ gồm trước hết đó là mùa vọng mà mùa vọng này kéo dài 4 tuần lễ cho đến hết chiều ngày 24 tháng 12. Tiếp đó là mùa Giáng sinh. Và mùa Giáng sinh thì lại kéo dài 2 tuần. Bắt đầu từ kinh chiều một lễ Chúa Giáng sinh cho đến hết Chúa Nhật lễ Hiển Linh hoặc là Chúa Nhật sau ngày mùng 6 tháng Giêng. Mùa Giáng sinh là phần thứ nhất của mùa thường niên. Bắt đầu từ thứ hai tiếp theo Chúa Nhật sau ngày mùng 6 tháng Giêng cho tới thứ tư lễ trò. Còn mùa chay thì lại kéo dài 40 ngày bắt đầu từ thứ tư lễ cho và kết thúc ngay trước lễ tiệc ly chiều thứ năm tuần thánh. Rồi lại đến Tam Nhật Thánh, mà Tam Nhật Thánh là đỉnh cao của toàn năm phụng vụ. Bắt đầu sau đó là mùa phụ sinh, và mùa phụ sinh thì kéo dài 50 ngày, bắt đầu từ Chúa Nhật phục sinh cho đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sau ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là phần thứ hai của mùa thường niên. Bắt đầu từ thứ hai sau lễ hiện xuống cho đến Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Đó chính là diễn tiến của năm phụng vụ trong hội thánh công giáo. Vâng, con xin cảm ơn cha. Và như cha đã nói, Tam Nhật Thánh là đỉnh cao của năm phụng vụ. Xin cha nói rõ hơn về ý tưởng này ạ. Chu kỳ của năm phụng vụ thì không theo thứ tự thời gian mà theo thứ tự ưu tiên. Trong thứ tự ưu tiên đó thì quy luật chung về năm phụng vụ và niên lịch đề cập đến tam nhật, kính nhớ của khổ nạn và sự sống lại của Chúa Giêsu và tam nhật đó như là đỉnh cao của cả năm phụng vụ. Tam nhật thánh thì lại bắt đầu từ chiều thứ năm tuần thánh dẫn tới tâm điểm của tam nhật đó chính là đêm vọng phục sinh và kết thúc tam nhật là kinh chiều chúa nhật phục sinh tam nhật vượt qua là cuộc tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh của chúa nói cách khác tam nhật thánh được dành ưu tiên cho việc tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh của đức kitô vì thế cho nên những ngày này không được phép cử hành bất kỳ một thanh lễ nào khác kể cả lễ an táng. Thưa cha, ngay sau Tam Nhật vượt qua là mùa phục sinh đúng không ạ? Đúng vậy. Mùa phục sinh gồm 50 ngày, bắt đầu từ Chúa Nhật phục sinh cho đến lễ Chúa Thích Thần hiện xuống. Liền sau ngày lễ phục sinh là tuần bát nhật phục sinh. Mà các ngày trong tuần bát nhật phục sinh được cử hành như là lễ trọng kính Chúa vì thế mà không được cử hành lễ theo nhu cầu hay là lễ ngoại lịch, ngoại trừ lễ an táng. Cả mùa phục sinh phải được mừng như một ngày lễ duy nhất Trong niềm vui mừng và hoan lạc Và có một lưu ý cần ghi nhớ ở đây Là các chúa nhật phục sinh không còn gọi là chúa nhật sau phục sinh Nhưng phải được gọi là chúa nhật thứ hai phục sinh Chúa Nhật thứ ba phục sinh cho tới Chúa Nhật thứ bảy phục sinh. Còn lễ hiện xuống thì không được coi là một ngày lễ riêng biệt nữa, nhưng là ngày lễ kết thúc mùa phục sinh. Thưa cha, lễ phục sinh được ấn định vào ngày nào trong năm ạ? Lễ phục sinh được ấn định vào Chúa Nhật sau lễ vượt qua của người Do Thái. Vì thế, lễ phục sinh thay đổi mỗi năm, không có một ngày cố định. Đây là vấn đề lịch sử. Bởi năm 325, công đồng Nicea đã yêu cầu giáo hội chấp nhận cách tính của giáo hội Alexandria. Và kể từ đó, người ta mừng lễ phục sinh vào Chúa Nhật sau ngày trăng tròn. Ngày này đến sau ngày xuân phân, mà ngày xuân phân được xác định từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 25 tháng 4. Thưa cha, con được biết là để chuẩn bị mừng lễ phục sinh, giáo hội dành nguyên 40 ngày mùa chay, có đúng vậy không ạ? Đúng thế, mùa chay có mục đích sửa soạn tâm hồn tín hữu mừng lễ phục sinh. Vì thế, đây là một thời gian rất quan trọng đối với đời sống thiêng liêng của hội thánh và của mỗi tín hữu. Mùa chay thì lại bắt đầu từ thứ tư lễ cho và kết thúc ngay trước thanh lễ tiệc ly chiều thứ năm tuần thánh. Phục vụ mùa chay nhằm chuẩn bị cho các dự tòng qua những giai đoạn khác nhau của việc gia nhập đạo. Đồng thời, mùa chay đối với các tín hữu còn là thời gian để tưởng niệm bi tích thanh tẩy và sám hối. Vâng, con xin cảm ơn cha. Nhưng tại sao mùa chay lại là 40 ngày ạ? À? Con số 40 ngày của mùa chay thì mang một ý nghĩa biểu tượng mà Thánh Kinh cũng đã nhiều lần đề cập tới. Chẳng hạn như là trận mưa 40 ngày đêm trong cơn đại hồng thủy mà sách sáng thế chương 7 câu 4 cũng đã đề cập tới. Hoặc là 40 năm dân do Thái đi trong hoang địa để tiến về miền đất hứa. 40 ngày ông Môi Xê ở trên núi với Thiên Chúa mà sách xuất hành chương 24 cũng đã đề cập. Hành trình 40 ngày của Elia đến với núi Horeb. Rồi 40 năm David cai trị Israel. 40 ngày dân Ninive ăn chay đền tội theo lời kêu gọi của Jonah. Còn trong tân ước, có nói tới con số 40, đó là 40 ngày Chúa Giêsu ăn chay cầu nguyện chuẩn bị cho sứ vụ công khai. Thưa cha, con hiểu chu kỳ phục sinh gồm tam nhật vượt qua, mùa phục sinh và mùa chay là phần quan trọng nhất trong năm phụng vụ. Tính theo thứ tự ưu tiên, có phải chu kỳ quan trọng kế tiếp là chu kỳ giáng sinh đúng không ạ? Đúng vậy. Chu kỳ mùa giáng sinh gồm mùa giáng sinh và trước đó là mùa vọng. Quan trọng nhất trong chu kỳ giáng sinh tất nhiên là lễ Giáng sinh rồi. Theo lịch sử thì lễ Giáng sinh được mừng vào ngày 25 tháng 12 vì đây là ngày lễ thờ thần mặt trời của dân ngoại. Các giáo phụ thuộc ban đầu cho rằng Chúa Giêsu chính là mặt trời công chính. Điều này được ngôn sứ Mika đã nói tới. Và Chúa Giêsu chính là ánh sáng soi sáng thế gian này. Nên các ngài các giáo phụ muốn lập lễ mừng Chúa Giáng sinh trùng vào ngày lễ ấy để thay thế cho ngày lễ của ngoại giáo. Đồng thời tập trung sự chú ý của mọi người vào đấng cứu thế là Chúa Giêsu. Để chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, hội thánh cử hành mùa vọng có đúng vậy không thưa cha? Mùa vọng kéo dài khoảng 4 tuần lễ, bắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất đến chiều ngày 24 tháng 12. Mùa vọng thì có hai đặc tính. Đây là vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng sinh. Trong ngày lễ đó thì kính nhớ con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người. Và vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai cái lý do ấy mà mùa vọng được coi như là mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi. Như thế mùa vọng không còn là mùa sám hối nữa mà mùa vọng là mùa hân hoan mong đợi. Trong mùa vọng này, các ngày từ 17 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12 là những ngày khá đặc biệt, là những ngày nhằm chuẩn bị trực tiếp hơn cho lễ Giáng sinh. Vâng, con xin cảm ơn cha. Thưa cha, mùa Giáng sinh kéo dài bao lâu và gồm những lễ nào ạ? À? Mùa Giáng sinh kéo dài khoảng 2 tuần lễ, bắt đầu từ kinh chiều 1 của ngày lễ Chúa Giáng sinh cho đến ngày lễ Chúa Hiển Linh hoặc Chúa Nhật sau ngày mùng 6 tháng Giêng. Thanh lễ vọng Giáng sinh cử hành vào chiều ngày 24 tháng 12 trước hoặc là sau giờ kinh chiều 1 lễ Giáng sinh. Cũng như là lễ phục sinh, lễ Giáng sinh có tuần 8 ngày theo sau nhưng không được long trọng mừng kính cùng một mức độ như là tuần Bát Nhật Phụ Sinh. Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh sẽ mừng lễ Thánh Gia Thất, và trong tuần lễ này cũng sẽ mừng lễ Thánh Stefano, Thánh Gioan và lễ các Thánh Anh Hải. Ngày mùng 1 tháng 1 là lễ trọng, kính Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Chúa Nhật sau lễ hiển linh, sẽ kính nhớ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Vâng, con xin cảm ơn cha. Thưa cha, như cha đã nói hồi nãy, sau mùa Giáng sinh là phần thứ nhất của mùa thường niên. Xin cha giúp chúng con hiểu rõ hơn về mùa thường niên ạ. Mùa thường niên thì gồm 33 hoặc 34 Chúa Nhật còn lại trong năm và chia ra làm hai. Phần thứ nhất bắt đầu từ thứ hai tiếp theo Chúa Nhật sau ngày mùng 6 tháng riêng cho tới thứ tư lễ trò. Phần thứ hai bắt đầu từ thứ hai sau lễ hiện xuống cho đến Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Đặc điểm của mùa thường niên này là giáo hội không cử hành một khía cạnh đặc biệt nào về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong tính toàn thể. Như thế, chúng ta có thể nói các mùa khác dành để tưởng niệm các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa cứu thế. Còn mùa thường niên thì dành để nhắc nhở về mầu nhiệm của giáo hội trong Chúa Kitô. Mầu nhiệm giáo hội này là một mầu nhiệm cần được phát triển tới mức viên mãn. Vâng, con xin hết lòng cảm ơn cha về buổi chia sẻ rất bổ ích ngày hôm nay. Cha đã giúp chúng con hiểu hơn nhiều điều liên quan đến năm phục vụ của hội thánh ạ. Cảm ơn bạn Thúy Dung. Và cảm ơn quý vị. Tôi rất vui có dịp trình bày cùng các bạn và quý vị đôi điều về phụng vụ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình tìm hiểu về năm phụng vụ xin được phép khép lại tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kế tiếp và kính chúc quý vị và các bạn một mùa vọng thánh thiện trong ơn thánh.